Trong cái buổi gặp gỡ những cái người khách đến khu du lịch Đại Nam ở ngày hôm qua đó, ngày Chủ nhật đó, thì có một cái điều mà rất là hay, mà tôi cho rằng đó là một cái điểm sáng. Tức là bà Hằng đứng lên tố cáo hai giám thị nào đó, tôi không nêu tên nha, bởi vì ở đây là còn ở dạng tố cáo. Thành thử ra là tôi nói một cách chung chung vậy thôi. Hai giám thị nào đó cũng ở một trại giam của Bộ Công an. Thì tôi cũng không có đề cập đến cái nội dung, mà chỉ đề cập đến cái tính chất cái tố cáo đó. Là bà Hằng cho biết là người ta gọi bà này là hoàng thượng, à, ông chồng ấy là hoàng thượng và bà vợ là hoàng hậu. Thì qua cái cách gọi như vậy thì có thể chúng ta hình dung rằng hai người này có một cái quyền lực rất lớn ở cái trại giam đó. À, các phạm nhân có thể rất là sợ hãi hai người này, thành thử mới lại dùng cái danh xưng là hoàng thượng hoàng hậu cho họ. Đó. Thì không biết bà Hằng có bằng chứng nhiều hay không, có thể tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều cái bằng chứng đấy. Và cái việc bà lên tiếng như vậy từ ngày hôm qua ngày Chủ nhật thì trên khắp cõi mạng người ta đã lan truyền cái thông tin này, và cái thông tin này cho đến nay thì nó rất là chấn động. Đó. Tôi nghĩ rằng Bộ Công an sẽ vào cuộc điều tra, và sẽ yêu cầu bà Hằng cung cấp thêm những cái chứng cứ khác. Thì đây là lần đầu tiên có một phạm nhân ra khỏi tù và quay lại tố cáo một cách mạnh mẽ những cái ông vua con ở trong cái chốn lao tù đó. Thì cái điều này tôi rất là ủng hộ, rất là động viên. Bởi vì tôi đã từng nghe rất nhiều cái tin đồn, lời đồn rằng là những cái giám thị ở trong trại giam đó, nhiều người quyền thế lắm, bắt là phạm nhân hoặc là người nhà phạm nhân phải là thế này thế khác với họ để họ đối xử tốt, còn nếu không đó thì là họ sẽ là trù dập, sẽ là làm những cái việc mà phải nói rằng là không có đúng quy định pháp luật đối với phạm nhân. Thì tôi hy vọng lần này bà Hằng sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin nữa để cho mạng xã hội biết cái thực chất của cái chốn lao tù đó nó là như thế nào, để cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để điều tra, để đưa những người mà đứng ở trên pháp luật đấy ra ánh sáng. Bởi vì bà con biết ở trong những cái trại tù mà nó nằm heo hút ở trên Bình Phước, Bình Đồ ấy, nó rất là ghê gớm, nó như là một cái cõi mà âm u, không có ánh sáng mặt trời, ở đó chỉ là những cái ông vua không ngai đấy là ngự trị mà thôi. Cỡ như bà Hằng mà còn bị như thế thì những người khác thì sẽ như thế nào, tôi không rõ bà ấy bị như thế nào, không rõ. Chỉ biết rằng là nghe loáng thoáng mọi người bảo rằng là có tố cáo một ông thượng tá và bà vợ, ông thượng tá là giám thị còn bà vợ là cái gì đó, thì tôi cũng không có nghe cụ thể nội dung là như thế nào. Thì tôi mong bà Hằng sẽ lên tiếng nhiều hơn nữa, rồi không chỉ có trại giam đó còn các trại giam khác nữa. Thì bà Hằng đã trải qua hình như là hai ba trại giam gì đó, rồi không chỉ trại giam và những cái cơ quan tố tụng khác nếu có cái hành vi nhũng nhiễu, hoặc là những cái hành vi khác kiểu như là tôi lấy giả dụ thôi nha, giả dụ như là đòi hối lộ này kia kìa nọ, thì tôi cũng mong bà Hằng đưa ra ánh sáng. Ví dụ như là cơ quan tố tụng nào đó đòi của bà Hằng bao nhiêu tiền đó, thì mới cho làm cái nọ làm cái kia, nếu có. Tôi mở ngoặc là nếu có nha. Thì bây giờ bà Hằng nếu mà dũng cảm đứng lên phanh phui cái đó thì tôi cho rằng là rất nhiều người dân sẽ ủng hộ cái việc làm này. Kể cả tôi cũng ủng hộ. Cái gì chứ mà còn tố cáo là
là cán bộ mà nhũng nhiễu đối với người dân, đó, bộ máy mà coi như là tham nhũng tham ô rồi là vòi vĩnh này kia kia nọ là tôi ủng hộ hai tay, đưa hai tay ủng hộ. À, và tôi nghĩ trong cái quá trình 2 năm mấy, hơn 2 năm đó, thì bà Hằng cũng đã cọ sát được với rất nhiều cái tình trạng như thế, và với những người tù khác thì có thể họ thấp cổ bái họng thì họ ra tù xong rồi họ cũng yên phận, họ không dám nói, nhưng mà với bà Hằng thì bà sẽ mạnh dạn bà đứng lên là bà nói. Thì tôi nghĩ rằng những cái phiên gặp gỡ khách hàng của Đại Nam tới đây, chủ nhật tới và chủ nhật tới nữa, hình như còn 2 phiên nữa, bà sẽ nói thêm về cái ông giám thị này, về cái bà giám thị này, và không chỉ hai ông bà giám thị này rồi còn những cái người khác nếu có, những cơ quan tố tụng khác nếu có, thì xem thử cái hành vi đó là như thế nào. Và tôi tin rằng là cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc để điều tra làm rõ những cái hành vi này. Đó. Ở đây bà Hằng có một cái lợi thế rất lớn là khi bà ấy nói ra thì không cần báo chí đăng tải, mà các cái kênh truyền thông, mạng truyền thông từ YouTube cho đến TikTok cho đến Facebook vân vân, là lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn cả những cái tờ báo nữa. Thành thử ra bà cứ mạnh dạn nói đi, mạnh dạn tố cáo đi, tố cáo càng nhiều càng tốt, tố cáo càng nhiều thì người dân càng ủng hộ. Đấy, nói lên thực chất ở đó có những gì mà không phù hợp với quy định của pháp luật, thấy không? Nhũng nhiễu đòi quà đòi đồ như thế nào, thấy không? Đòi hỏi phạm nhân phải cung phụng cho mình có hay không, nếu có thì hình thức như thế nào. Đấy, thì tôi nghĩ bà ấy sẽ là một người tiên phong mở đầu để làm trong sạch một phần của những cái nơi mà là giam giữ phạm nhân là như thế. Ít nhất thì cũng được ở một cái trại giam, và từ đó thì người ta mở rộng điều tra ra rất nhiều các cái trại giam khác, thì điều đó là một điều phải nói rằng là rất hay, rất tuyệt vời. Và tôi hy vọng rằng với cái tính cách của bà Hằng thì bà sẽ làm đấy, bà sẽ làm và làm điều đó rất là tốt, làm điều đó mới gọi là vì dân vì nước. Mạnh mẽ lên, nhớ lại, mà tôi tin rằng là bà đôi khi bà có ghi chép đấy, nhớ lại, lục lại những cái bằng chứng hoặc là những cái gì đó mà mình đã chứng kiến, công bố hết, công bố toàn bộ sự thật cho là xã hội thấy và cho chính quyền thấy, thì cái điều đó thì phải nói là rất là tuyệt vời.